Nghỉ một tháng qua. Một củ potato. Và ngày hôm nay mình sẽ không làm một củ khoai tây nữa. Mình sẽ đi siêu thị nấu ăn, tập thể dục, trang trí phòng, đi cà phê học bài vân vân. Cùng bắt đầu thôi. Wow, mọi người ơi, có ai thích ăn cá hồi giống mình không? Nhưng mà nó rất là mắc. Trời ơi, mình rất thích ăn cá hồi luôn ấy. Wow, ngon quá nhỉ, mình không có tiền. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Ôi gái, Roxanne, never gonna love me when it's alright. She think I'm an a-hole, she think I'm a player. She keep running back. Tôi rảnh giá mọi người ạ. Hello mọi người, chào buổi sáng mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ ăn bữa sáng là bánh mì với mứt. Nên là mình sẽ làm mứt nha mọi người. Thì đây là mình có cái túi hoa quả đông lạnh. Ở trong này thì có kiểu mấy cái loại berries, mấy cái loại gì nhỉ? Có dâu rừng, có mấy cái loại này. Đấy, thì nó đang là loại đông lạnh mọi người ạ. Phải để trong tủ đá. Thì lý do mình mua cái loại này tại vì bên này hoa quả rất là đắt. Và mua loại này rẻ hơn rất là nhiều bởi vì nó để trong tủ đá mà, nên là để được lâu hơn á, nên nó rẻ hơn. Có một vấn đề là những cái loại này mình không ngờ rằng nó rất là chua. Chỉ có đúng cái quả việt quất, cái việt quất ấy thì nó không chua lắm. Còn cái dâu rừng các thứ thì nó rất là chua. Và mình là một đứa không ăn được chua nên là mình đã kiểu, mình đã rất là tiếc ý. Mình quyết định là mình sẽ lấy cái loại quả chua này và làm mứt với đường thì nó sẽ ngon. Đấy, thì đây là ý tưởng của mình. Bây giờ mình sẽ đổ ra đây, đổ ra cái chảo này. Mình không biết là mình sẽ đổ ra như thế này, mọi người nhìn thấy không? Đấy, mình sẽ làm mứt nhá. Mình sẽ để vào cái lọ này, mình sẽ để mứt vào lọ này. Tại mình ăn bánh mì rất là nhiều, nên là mình sẽ làm mứt. Mình thấy nhiều quá rồi. Thôi cứ làm ngay đi ạ. Rồi để tủ đá, cái này để tủ đá được lâu mà, nên nó mới rẻ đấy mọi người ạ. Đây là đường của mình mọi người ạ. Đây mình có đường ở đây. Mình sẽ đổ đường ra cốc trước để tí nữa mình đỡ bị đổ nhiều quá. Đổ đường ra cốc mình trước. Mình không thích ăn ngọt quá đâu, nên là mình sẽ, ui, hôm nay có nhiều đường quá nhỉ. Bình thường là mất nó rất nhiều đường mọi người ạ, rất là ngọt. Mình cũng không biết là mất như thế nào, nhưng mà mình thấy có vẻ nó khá dễ tại vì nó chỉ là hoa quả và đường thôi. Mình sẽ lấy thìa ra. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó nóng thôi. Mình nghĩ là mình sẽ làm theo kiểu rất là dân dã. Bình thường người ta hay có cả cho vani vào nữa ấy, rồi các thứ, nhưng mà mình sẽ chỉ đun này lên cho đường thôi để giảm bớt cái vị chua của cái quả này để mình ăn được thôi, chứ mình cũng không cần phải quá ngon ấy. Cây nhà lá vườn thôi, thì mình rất là dễ ăn. Mình thực sự là một đứa rất hảo ăn và rất là dễ ăn, cái gì cũng ăn được luôn ấy. Thực ra cái lý do mà tự nhiên mình lại muốn làm cái mứt này, tại vì là hôm qua mình xem được một cái video của em Kim Slays. Trời ơi, em ấy ăn cái bánh mì, cái toast ý, với cả cái mứt và với cả một cái gì đấy nữa, mình nghĩ là bơ, mình không biết nó là cái gì, nhưng mà trông rất là ngon. Và mình là một đứa cuồng bánh mì, cuồng tinh bột, nên là mình đã kiểu rất là thèm ý. Nếu mà mình nhìn em ấy ăn bánh mì với mứt mình thấy rất là thèm, nên là mình đã quyết định là mình đã có sẵn loại hoa quả này ở trong tủ lạnh thì mình sẽ làm mứt luôn. Bạn nào mà kiểu quan tâm học tiếng Anh này rồi thích tiếng Anh ấy thì nên subscribe kênh của Kim Slays, tại vì em ấy rất là giỏi. Bây giờ mình sẽ nướng bánh mì nha. Mình sẽ dùng cái chảo này. Đáng ra ấy, nếu mà có cái máy nướng bánh mì ấy, nếu mà có cái máy nướng bánh gối, cái máy cái gì nhỉ, cái toaster ấy, thì sẽ nướng chuẩn hơn. Nhưng mà bởi vì là mình không có nên mình sẽ nướng bằng chảo. Thì đây mình sẽ lấy hai cái lát bánh này ở đây. Hello mọi người. Thực sự là cái nhà mình nó rất là nhỏ ấy, và mình không biết là bố trí góc độ nào để mọi người hay nhìn được mình. Ăn
sẽ phải như này. Mứt bây giờ vẫn đang còn ấm mọi người ạ. Đấy, trong cái lọ này rất là xinh. Và đây là mình có cream cheese này, mình có bánh của mình này. Bánh này nó không giòn nữa mà nó cũng khá là thơm. Và đây khách mời chúng ta là cái vali của mình. Cái phòng này nhỏ đến mức mà mình phải tốn rất là nhiều chỗ để vali. Mình có 3 cái vali mà. Đấy là nó đã tốn rất là nhiều chỗ rồi. Đấy. Ui, trông ngon rồi ạ, visual rất là tốt. Nhưng mình sợ nó chua thì mình không cho nhiều đường quá ấy. Ngon. Rồi, ngon lắm mọi người ạ. Rất là ngon, rất là vừa. Và nó còn có cái độ lật sật của cái quả ấy. Nó tươi ấy mọi người. Ui, ngon đấy. Mọi người ạ, tình hình là mình đang đi bộ. Đấy, anh em thấy không? Đây là máy ảnh. Đang đi bộ bởi vì là lâu lắm rồi không ra ngoài đường. Thì đây trong trường mình mọi người ạ. Trường mình thì có một cái sân bóng rất là đẹp như thế này. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy. Trường đang xây thì nó là cả một quả núi luôn mọi người ạ. Nên là mọi người có thể thấy những cái dốc như thế này. Đấy thì nó như, tại vì nó là kiểu một cái núi. Thì bây giờ mình sẽ lên cái chỗ kiểu rừng núi một chút. Thì mình đi bộ bởi vì ở đấy nó sẽ đỡ nắng hơn. Ở đấy nó sẽ có nhiều cây ấy, nó sẽ râm hơn. Mọi người ạ, mình đang đi ra chỗ giữa trường ấy. Đấy thì cái chỗ này mình chính là cái chỗ núi mình bảo này. Chung là trường mình nó đang ở trên núi nên là mình đang ở trên núi luôn ý. Tại vì mọi người biết là cái địa hình ở Hàn Quốc khá là núi. Kiểu nó không bằng phẳng ấy. Đây, đang đi vào trường mình nha. Ôi, tòa này đẹp nhở. Mình nghĩ đây là tòa đẹp nhất trường mình á. Đẹp lắm mà ấy. Nhưng mà mình sẽ không lên tòa đó, mình sẽ đi đường này. Đi thẳng đường này đi lên, dốc thì sẽ lên được cái chỗ núi rừng. Mọi người, đây chính là chỗ mình vào mọi người. Nhìn rất là rừng rậm đúng không? Đấy. Để mình xem có chỗ nào mình có thể tập thể dục được không? À, đi vào thử chỗ này được. Có phải được đấy. Ui, ở đây có một cái sông à. Ui, có cá, nhiều cá lắm. Wow. Ok, đẹp phết. Còn chỗ này cũng sâu hay sao ấy. Làm gì mọi người ạ? Kiểu nơi chơi tí không về. Nhưng mà thích phết. Kiểu nó trong lành ấy mọi người. Đi khám phá đi. Lên cái cầu thang này xem đi đâu. Ui mọi người. Vẫn là cái suối hay là sông gì đấy. Mình gọi là suối đi. Sông gì ở đây? Wow, rất là nhiều cây xanh. Mình thấy mọi người là kiểu một tháng này mình không đi đâu ấy, mình chỉ có đi siêu thị thôi. Thôi mọi người ơi, mình sẽ đi lang thang một lúc nữa xong mình về nhà đây. Tại vì cũng chẳng có gì làm đây. Mình cũng chẳng biết hoạt động gì ở đây cả. Hello mọi người, mình đã về nhà rồi và khá là mệt. Bây giờ thì mình sẽ thay quần áo ra. Tại vì bộ này nó đang hơi kiểu mồ hôi ấy. Ok, hay nha. Hôm trước mình mua cái bộ này là nó đang sale. Cái bộ này mình mua là cả áo bên trong, cả váy bên ngoài là cái váy này dài cũng. Cả áo bên trong và cả váy bên ngoài mình mua hết ra 200.000 Việt Nam đồng, là 10.000 won á. Mình mua ở cái ga Cang Nam. Chung là cái bộ này mình mua từ mấy hôm rồi nhưng mà mình phải để dành thì hôm nay mình mặc để quay video. Đấy, đây là một cái style rất là Hàn Quốc, rất là nữ tính. Thì ok, bây giờ mình sẽ phải làm việc tiếp theo, đó chính là xử lý cái tường này. Đây, cái tường này xử lý như nào. Thì thực ra cái tường này ý, nó thể hiện rất rõ tính cách của mình. Là một cái đứa rất là đùng bọc mô mày sặc sỡ. Nhưng mà có nhiều bạn kêu là cái tường này nhìn trông nó kiểu sặc sỡ quá ấy, nhìn nó rối mắt ấy. Thì mình cũng công nhận là như thế luôn. Nên là mình quyết định ngày hôm nay mình sẽ xử lý cái tường này. Đây tức là những cái tranh này mình vẽ mọi người ạ. Còn mấy cái ảnh bên này mình mua nữa. Thì mình sẽ
bỏ hết xuống và mình sẽ làm lại một cái tường mới nó nhã nhặn hơn. Mọi người ạ, bây giờ thì mình đã xong cái bức tường này rồi, nó rất là chấm trải luôn ý. Mình nhìn không quen một chút nào. Bây giờ mình có hai quyển tạp chí ở đây. Thì trong này, trong cái quyển tạp chí này thì cũng có nhiều hình nó đẹp ý. Mình nghĩ thế là mình sẽ cắt hình từ tạp chí ra, tại vì nếu mà mua đồ trang trí ở Hàn thì đắt lắm. Thế là mình sẽ cắt ảnh từ cái tạp chí này ra. Nhưng mà cái nhà của mình ý là nhà bán hầm, nên là nó rất là ẩm, tại vì mùa hè nó rất là ẩm. Nên là mình sợ là nếu mà dán những cái hình cái tạp chí mỏng như này lên ý thì nó sẽ bị mốc cái giấy lên ý, nó bị ẩm cái giấy. Nên là mình sẽ chắc là phải dán cái giấy này lên một cái giấy A4. Tính mình rất là màu mè sặc sỡ, rồi thích một cái họa tiết nó khá gọi là rối rắm một chút. Thì đây đúng là chính xác là style của mình luôn ấy. Nhưng mà lúc đầu thì mình muốn làm nó nhã nhặn đi, nhưng mà cuối cùng mình nghĩ lại thì thôi, mình phải sống thật với con người của mình. Và style của mình thì là style khá là nghịch ngợm một chút, nên là đây, mình rất là ưng cái hình trái tim này mọi người ạ. Tại vì thứ là mình mua sale nó khá là rẻ, nhìn nó rất là dễ thương luôn ý. Đấy, nói chung là mình khá là ưng cái tường này. Bây giờ thì mình phải đi ra cà phê học bài. Bởi vì thực ra ấy, đi ra cà phê học bài nó là một cái đam mê của mình rồi. Hồi xưa ấy, ngày nào mình cũng đi. Nhưng mà dạo này học online không còn ra ngoài này, rồi mình lười này, rồi dịch các thứ, nên là mình cũng không đi ra cà phê học mấy. Nên mình khá là nhớ cái cảm giác đấy rồi ấy. Mình nghĩ là nếu mà ra một chút thì cũng sẽ khá là vui. Nên là mình sẽ đi cà phê học bài. Và sau đó mình sẽ quay trở về nhà để tối nay có hẹn livestream với mọi người trên Instagram. Và làm một số thứ hay ho nữa. Ok, đi thôi. À, thùng kêu gọi này mọi người. Hello. Wow, God damn. I'm filming a vlog. Sing louder. I'm in the house, bored, and I'm in the house. No, it's not like that. It's bored in the house and I'm in a house bored. Bored in the house and I'm in the house bored, okay? Yeah. It's a rap song. Bored in the house and I'm in the house bored. Oh. Hey, I'm so bored. You bored? Ui dồi, chết rồi, xịt vào tóc rồi. À, nhưng mà cái này cho cả tóc mà. Cái này là cho cả tóc, cả body nha mọi người. Thơm cực luôn ấy. Cái này nó là mùi mùi cotton. Cái mùi này này. Đây, cái mùi này này. Mùi bông. Thơm cực luôn. Dạo này mình bị thích mùi thơm rồi ạ. Mình cảm thấy mùi thơm khiến cho mình trở nên thư giãn hơn. Đó. Thôi, tạm biệt từng kia. Con này hơi lạ mà. Lần trước mình đến đây nó dùng cốc bình thường. Sau này nó dùng cốc này. Lần sau mình đến sẽ mang cốc. Em sẽ làm bàn giải quyết luận này bằng món hàng này. Đau khổ. Ok, đi làm bài cho bạn. Với cả không biết mọi người nhận ra không, thì mình không để mái ngắn nữa, mình để mái dài. Thì chung là đầu tiên ấy là tại vì mình ngại cắt mái, nhưng mà về sau mình phát hiện ra là thực sự mình thích để mái dài hơn rất là nhiều. Tại vì lúc mà mình có mái ở chỗ này này thì da mình dầu ấy, thì thứ nhất là nó rất là nhanh bết, thứ hai là nó rất là vướng khi mình học. Còn nếu mà mình để tóc này ấy, thì mình chỉ cần như thế này thôi, lúc mình học thì chỉ cần vén ra một bên thôi, rồi mình học thoải mái được ấy. Thế nên là mình rất thích để mái dài như thế này. Mình thấy là mình để mái dài nhìn mặt trông nó
kiểu thanh thoát hơn à. Chứ là nhìn chung người lớn hơn ý. Nên là mình khá là thích. Ừ, đấy. Thôi mình đi học bài thật đây mọi người ạ. Bye bye. Thần sao cách cảm. Váy xinh à? Cái váy này mình mua ở Ga Căng Nam. Lúc đấy là nó đang sale. Mà không biết phải nó sale không ấy, mà chắc là thực ra cái này hình như hàng kiểu nó hàng Quảng Châu ấy. Phải hàng Quảng Châu. Kiểu ý là kiểu hàng Trung Quốc ấy, tại vì thực ra sờ chất nó không là chất tốt đâu. Mà nó khá là rẻ. Nó có 200.000 em đồng. Cả áo trong cả bên ngoài. Từ mới nhìn tranh xả hơn ạ. Ừ đúng không? Đấy, chị bảo rồi. Kiểu lần trước ấy chị vẽ cái tường đấy thì kiểu chị vẽ cho vui thôi, mà về sau nhìn thì nó phèn quá. Nên là quyết định làm cái tường này. Thì vừa mới quay vlog hôm nay xong thì mọi người chắc là ngày mai sẽ up. Thì mọi người sẽ biết là mình làm cái tường này như thế nào. Hôm nay mặc đẹp thế á? Ồ, tại vì hôm nay chị quay vlog em ạ. Chị đang quay luôn, đang có cái máy quay ở đây luôn. Hey mọi người ơi, đến giờ ăn tối rồi, mình lại thay quần áo rồi này. Giờ ăn tối rồi. Xáo súp lơ lên ăn này. Bây giờ đây mình có cái thịt này. Mình chưa ăn thịt này bao giờ. Thì mình sẽ ăn thử. Mình nghĩ là nó sẽ có vị giống thịt nguội ấy. Nếu nó là thịt nguội, ừ. Đấy, mình sẽ rán cái này lên. Bây giờ mình cắt ra đã. Cắt lăn bên này nhé. Đấy. Ồ. Chắc là 3 lát được rồi ấy. Tại mình có ăn trứng nữa. Rồi. Không nhỏ đâu này. Có bạn nào thích uống nước lọc đá giống mình không? Mình là một người rất thích uống nước lọc đá. Tức là mình thích uống cái đồ gì nó lạnh. Đây là cái làn đá của mình, khay đá của mình. Nước lọc đá này nó ngon đấy mọi người ạ. Mình thấy nó ngon ấy. Đấy, lấy nét vào đấy. Wow, thật là tươi mát. Oh no, mãi hết pin. Ở đây có súp lơ này. Mình là một người rất thích ăn súp lơ. Cả súp lơ xanh và súp lơ trắng đều thích. Đây là cái thịt đấy. Và đây là cái mì trộn ngày hôm qua mình ăn thừa. Đây là hôm nay mình ăn nốt. Đây là trứng. Đáng ra là mình làm trứng ốp la cô. Nhưng mà tại vì cái chảo của mình tự nhiên nó bị dính. Ngày hôm nay bình thường nó là chảo chống dính. Nhưng hôm nay nó lại dính. Thế là nó bị tan nát như này đây. Nhưng mà không sao, ngon là được. Mình ăn đây mọi người ạ. Súp lơ ngon đúng không? Mình xào cái súp lơ này với một cái sốt của Thái. Nó rất là ngon. Phải cập nhật, đó là cái lịch video, lịch đăng video của mình sẽ thay đổi. Theo như cái lịch bình thường là mình sẽ ra 2 video một tuần vào thứ tư và chủ nhật mỗi tuần. Thế nhưng từ giờ, kể từ ngày hôm nay trở đi thì mình sẽ giảm lịch ra video lại từ 2 video một tuần xuống còn 1 video một tuần. Và video này sẽ được đăng vào trên Facebook mà mình vẫn viết cho các bạn đọc. Nó rất là khó để có thể viết được một cái cuốn sách mà nó liên kết hoàn chỉnh và nó rất là nhiều chữ cùng một lúc. Chắc là mình sẽ ăn thôi và mình ăn xong là mình sẽ tẩy trang, đi ngủ các thứ. Nên là mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Ngày hôm nay là một cái ngày khá là vui đối với mình. Mình được đi ra ngoài nhiều này, mình được làm những hoạt động thú vị này. Và mình muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đi cùng mình trong ngày hôm nay. Mình sẽ cố gắng ra những cái video hay hơn, thú vị hơn. Cũng như là cải thiện nội dung và chất lượng hình ảnh của kênh mình. Nên là mình sẽ cố gắng hết sức. Ngoài ra mình cũng làm podcast hay là radio ở trên SoundCloud nữa. Mình sẽ để link bên dưới. Bye bye!